Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên tư vấn của thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, đây là những con giáp này đã bị cuộc đời vùi dập lên xuống, không ngóc đầu lên được. Vận đen thì đeo bám, đầu tư thì mất tiền, tình cảm trắc trở, bị người thân hiểu lầm và bạn bè xa lánh. Thế nhưng, sau khi bước sang ngày 7 tháng 9 âm lịch, cuộc sống của họ sẽ bước sang một trang mới. Vận xui qua đi, vận may ùn ùn kéo đến, thần tài ban phát tài lộc. Quý nhân đưa đường chỉ lối, trong công việc được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp yêu mến. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết mình có thuộc những con giáp may mắn này hay không nhé! Tuổi may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay là những gia chủ tuổi Thìn. Đây là con giáp đầu tiên có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay. 1. Tuổi Thìn. Các nhà chiêm tinh học cho biết, người tuổi Thìn nhờ gặp tam hợp với địa chi nên nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo. Tình cảm suôn sẻ trở thành động lực để bạn thêm cố gắng trong sự nghiệp. Mọi việc trong ngày khá là hành thông, bản mệnh không gặp phải khó khăn nào, lại được đồng nghiệp luôn ở bên tương trợ những lúc cần thiết. Con giáp này cũng khá may mắn về tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời. Tuy số tiền tăng lên trông thấy, nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm thỏa thích. Bởi nếu không kiểm soát việc chi tiêu, bạn có thể tiêu xài thâm hụt cả vào tiền tích lũy. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn phải mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Để biết được mình có thuộc một trong những con giáp may mắn tiếp theo hay không, xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi video. Con giáp may mắn thứ hai trong ngày hôm nay là những người tuổi Sửu. 2. Tuổi Sửu. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, nhiều cục diện lục hợp tương trợ, những vấn đề khiến người tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh. Ngày này phương diện tài lộc của tuổi Sửu cũng khá là sáng, ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để. Công việc và tài chính thuận lợi là thế, nhưng chuyện tình cảm của con giáp này thì lại hoàn toàn trái ngược. Mặc dù bị ngũ hành thủy thổ tương xung khiến đôi lứa bất đồng mâu thuẫn triền miên, mặc dù chỉ là những chuyện vụn vặt hàng ngày nhưng vì lặp đi lặp lại nên khiến cả hai vô cùng mỏi mệt. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp may mắn tiếp theo trong ngày hôm nay đó là những người tuổi Thân. 3. Tuổi Thân. Theo các nhà tử vi học, nhờ cục diện tam hợp thái tuế nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bạn giải quyết mọi việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tài vận trong ngày khá là hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm tiền bạc, rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ có cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào. Kim sinh thủy giúp đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Tuy nhiên tuổi Thân vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương. Tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững và lâu dài. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Như vậy là chúng ta đã xét xong 3 con giáp may mắn trong ngày 7 tháng 9. Các bạn có nằm trong những con giáp trên hay không? Hãy tiếp tục theo dõi video để biết mình có nằm trong những con giáp may mắn tiếp theo hay không nhé! Tuổi may mắn thứ tư trong ngày hôm nay là những người tuổi Tý. 4. Tuổi Tý.
Trong lá số tử vi của những người tuổi Tý, các nhà tử vi học cho biết, người tuổi Tý nhờ chính tài che chở nên có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay. Càng những lúc rủng rỉnh như này, bạn càng cần chú ý tới vấn đề quản lý chi tiêu, đầu tư khôn ngoan để duy trì tài khí. Lúc này nên có tài chính rõ ràng để tránh việc không biết phải sử dụng sao cho phải, cuối cùng lại chi tiêu lãng phí, đầu tư vô tội vạ. Ngày can thổ khắc chi thủy, đường tình duyên của người cầm tinh chuột, lúc thăng lúc trầm, có những lúc rất ngọt ngào nhưng cũng không hiếm khi bất đồng quan điểm dẫn đến tranh cãi chẳng đáng có. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ của hai bạn dần trở nên nguội lạnh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ tư trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn tiếp theo ta xét đến là những người tuổi Tỵ. Năm, tuổi Tỵ. Phân tích lá số tử vi của những người tuổi Tỵ, các nhà tử vi tâm linh cho biết nhờ có thiên ấn xuất hiện nên sẽ giúp bản mệnh thêm kiên định với lựa chọn trong công việc của mình. Bạn hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài dẫn dắt người khác. Trong mọi hoàn cảnh, con giáp này đều giữ sự bình tĩnh, không hề nao núng nên có thể tìm ra được phương hướng giải quyết khi gặp sự cố bất ngờ. Ảnh hưởng của ngũ hành thủy hỏa xung khắc khiến đường tình duyên ảm đạm, đóa hoa kém sắc nên duyên mỏng đến rồi lại đi. Người độc thân dù có duyên gặp gỡ nhưng cũng không giữ được tình yêu bên mình. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp gặp phải vấn đề về duy trì hạnh phúc gia đình. Vợ chồng hay xung khắc về những chuyện xoay quanh cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày. Hai bạn nên tìm cách giải quyết triệt để, chứ đừng giữ trong lòng để rồi nảy sinh nhiều vấn đề lớn hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi may mắn tiếp theo ta xét đến trong ngày hôm nay là những người tuổi Tuất. 6. Tuổi Tuất. Các nhà tử vi tâm linh học cho biết, do có Tỷ Kiên xuất hiện, giúp người tuổi Tuất thể hiện được sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Bạn nắm vững chuyên môn nên khi triển khai công việc khá là thuận lợi, không gặp bất cứ vướng mắc nào. Bạn còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, xây dựng mối quan hệ hòa hảo nơi làm việc. Bên cạnh đó, thủy thổ xung khắc, mối quan hệ tình cảm ngày càng có dấu hiệu nhạt nhòa, nhưng cả bạn và nửa kia đều không có ý định hâm nóng hay hàn gắn. Có lẽ ai cũng đều có những mối bận tâm riêng mà quên rằng tình yêu không được thường xuyên vun vén sẽ chẳng thể lâu dài được. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Đó là con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay. Con giáp may mắn tiếp theo ta xét là những người tuổi Hợi. 7. Tuổi Hợi. Theo các chuyên gia tâm linh, do được thiên tài hộ mệnh trong ngày hôm nay mang tới những cơ hội buôn bán vô cùng thuận lợi cho người làm kinh doanh. Hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách hàng giữ niềm tin nên thường xuyên quay lại ủng hộ, giúp doanh thu của bạn ngày càng tăng tiến. Với những người làm công việc cố định, nếu biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm thì tuổi Hợi hoàn toàn có thể giành lấy thắng lợi. Vì thế hãy tập trung sức mạnh với mọi người và cùng nhau chinh phục những mục tiêu, thành quả đạt được sẽ rất ngọt ngào. Phương diện tình cảm vẫn duy trì ở trạng thái hiện tại, người có đôi vẫn quan tâm và chăm sóc nhau như lúc bình thường. Tất nhiên, vẫn sẽ có những lúc khó tránh khỏi việc giận hờn, tranh cãi. Nhưng về cơ bản thì hai bạn vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 7 con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng nhé!
Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!